100 anh em YouTube. Thì hôm nay là mình đón cái chuyên mục là làm máy xe Sonic 150. Lâu quá mình không làm, giang hồ nó nói mình không biết làm đúng không? Giới thiệu với anh em là xe Sonic 150 đi bài lờ, chạy 100 cây không hao xăng. Bởi vì sao? Tại vì xe này là chở tới chứ không có phải chạy tới, cho nên là chạy cỡ nào cũng không hao xăng hết. Thì đầu tiên giới thiệu với anh em á là cái gion này là bị sét. Gion này bị sét liền nó luôn, thì sao nó sét mình cũng không biết. Mình chỉ biết là tới mình chỉ ra là mình thấy nó bị sét hơn. Đó, sét rất là nặng, cái gion sét. Rồi cục tại cũng sét luôn. Thì có thể là chủ xe đi vô nước hay là bị gì đó mình không biết. Và cảm giác là như là xe này bị bỏ muối bỏ đường gì luôn nha. Rồi xe này bị sét, rồi đây nè. Đó, mấy cái lớp này là giống như bị bỏ muối bỏ đường gì vô vậy đó. Là cái nhất là phần gion. Qua phần bộ số, mình chuyển bộ số luôn. Bộ số có rổ. Bộ số rổ ở chỗ đây nè, chiếm sét cho em trai. Có rổ bộ số nha. Rồi. Giờ phần máy thì con ốc này hư luôn. Con ốc xả nhớt hư. Giờ mình sẽ làm lại ốc xả nhớt khác. Và máy rất là dơ, cho nên xe bị lột gion, sập đầu cây gion rất là nặng. Rồi đây đầu cây gion. Đầu cây gion bị sập. Đầu cây gion bị sập rất là nặng, mình chuyển cò luôn. Còn phần đầu lòng này thì mình rửa rồi. Mình rửa rồi, tại sao mình rửa? Là mình rửa để mình cho anh em thấy rõ hơn. Đầu tiên là lòng. Lòng thì bị sọc ở dưới do lột cây gion nó đưa lên. Rồi bê tông thì mình sẽ thay bê tông mới luôn. Bê tông này thì nó hết lớp mạ, cho nên mình thay bê tông mới. Đầu này á thì là cam á, là bị sai cam. Cam có 15 điểm à. Và cam bị sọc. Bố nồi rồi đâu rồi, bố nồi lại sắt đâu. Cam này tí em, lấy bố nồi lại sắt đi em. Rồi đi em, dưới đất rồi, dưới đất rồi. Đó, rồi đây cam á thì bị sọc. Cam thì bị sọc cuông cam. Bố thì không có bị sao hết á, cháy hết thôi à, chứ không gì hết. Cháy vậy nè, cháy hơn thần cá má nấu nữa. Giống như là lúc mới quen máng gợ đồ á, máng gợ nó tập nấu cho ăn á. Nấu dở cũng phải cười chứ đâu dám chê. Hai mặt cơm nồi cũng cháy luôn. Và nhất là cái phần này, phần bố vô nó bị khuyết vô luôn. Cháy hai mặt cơm nồi. Rồi, đây là cuông cam cuông đồ, mình sẽ xử lý lại theo bài lờ của mình. Đó, bây giờ là nguyên cái máy này nấy hết. Mình sẽ làm lại máy mới và giá thành mà làm máy mới Vinh của xe Windows Sonic là 12 triệu. Là làm nguyên cái máy mới Vinh hết, vô cho mạng lấy giờ thay tay John CNC luôn. Rồi, mặt đèn rồi mình thay mới hết. Và mình lắp ráp lại, mình quay lại cho anh em coi. Và cái xe này, cộng sinh này nè. Cộng sinh này nó bị hư, anh em nhớ để ý kỹ nha, cộng sinh này nó bị rách nè. Em trai quay vô xét một chút được không? Nó bị nở đầu cộng sinh nè. Nó bể nè, đó nó bị bể phần này nè. Mình nên thay cộng sinh mới để đảm bảo phun xăng được tốt hơn, không có bị lụp hụp. Và mình sẽ dây giờ Isuzu Vinh, bởi vì xe này đang đi Isuzu độ, mình sẽ giờ Isuzu Vinh luôn cho đảm bảo độ an toàn cao. Rồi giờ là chào 500 em YouTube, mình tiến hành lắp ráp như này. Đây là một bộ tay John CNC TA. Cái tay gion này, cái ưu điểm đó là nó khắc phục được lột cái tay gion nè. Bởi vì tay gion nó dày và nó có đường nuôi nhớt lên nhiều. Và cái nhớt cái thứ hai nữa, máy này là mình chỉ ra mình rửa sạch sẽ hết cho anh em. Và mình thay phun mặt đèn máy NTN. Mặt đèn máy NTN, ông có cái lóc á, đưa cái lóc thay cho người ta coi đó. Đó, mặt đèn máy là mình thay mặt đèn máy NTN. Bắt anh ra ban đồ. Đó, mình thay cho anh em. Thay hết phun vàng mặt đèn máy. Rồi, giờ tiến hành ráp vô. Cái xe này rất tiếc là bị bỏ đường, bỏ muối, bỏ mắm gì trong đây không biết. Đây, cũng may là chỉ ra kịp thời chứ mình đi lâu thời gian nữa là ngon cơm rồi. Vậy giờ chào 500 em, mình tiến hành mình ráp tiếp, ráp ở đâu mình quay cho đó. Ở đây giờ ráp xong phần máy, giờ qua phần nồi. Phần nồi á, thì mình thay là bố nồi mới. Đã sắt mới. Mặt nhôm mới. Mặt nhôm này mặt nhôm là có xử lý rồi đó. Mặt nhôm này mặt nhôm là tôn, bắt đầu bỏ bộ là sau mai vô đây quýnh là bấm là bay liền đó. Giờ đồ là bỏ sang trên nhẹ nhàng hết rồi, bắt đầu là ghét đầu lòng lên thay sinh cam mới vô. Rồi chào anh 500 em YouTube, thì bữa giờ bỏ ba anh em đeo oxy nhiều quá, thì giờ mình sẽ làm một clip về một cái xe Sonic nát. Những cái xe này nát đó là do chủ xe người ta phá. Những cái xe này nó rất là mới mà mình phá mà nó nét được về là cũng là đỉnh, là đẳng cấp.
thật sự luôn á, đam mê ai cũng có, nhưng mà mình dọn cái xe mình sao cho đúng, cho hay, cho đẹp, mình cho bền. Một cái xe này còn rất mới nhưng mà bây giờ thành rất là cũ đó. Ví dụ như em trai qua đây, đây nè, ví dụ như là cục sạc, cục sạc này gãy bát luôn, cục sạc này là bát gãy nằm lặt liền này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về phần về ngoài á, cái xe sẽ rất là xấu. Bây giờ cái xe này mình sẽ nói bằng phần máy mình làm trước và những cái ý kiến của mình. Thì xe này là đang đi tua bi, đang đi hỏng xăng móc và đang đi bài bô xăng lửa. Thì cái xe này á, canh á, bị lệch tăng, nó canh là 15 điểm và đúng của xe này là 16 điểm tăng cam. Thì bây giờ là mình canh lại hết phần máy móc chỉnh chu nghiêm chỉnh. Còn phần ngoài giờ, chủ xe coi được clip này, chủ xe tự giống như coi, nếu mà tay mà nói đúng á thì mình tự khắc phục lại cái xe mình. Mình nên rửa dọn lại sạch sẽ để mình đi, bởi vì cái xe mình là một cái xe Sonic, nó còn rất là mới và giá trị nó cao, mình phải giữ gìn nó. Thì tay nhận chọn gói phần mà ráp một cái xe Sonic Vin, cái xe Exai Vin là 12 triệu. Tất cả những cái dòng xe máy đứng á, tay nhận làm phần máy Vin là 12 triệu. Về ngoài tôi sẽ tính riêng, ví dụ về ngoài là gì thì tay không hiểu sao lý do này xe này đóng sét đóng bụi rất là nhiều, cho nên là phần bơm xăng nó bơm rất là yếu, nó sẽ giúp, nó sẽ gây hại cho các bạn khi các bạn mình căng xăng á, mà nó xuống độ nó không chính xác nếu mình không kiểm tra cái áp suất của cái bơm. Thì mình sẽ mở thùng xăng ra cho anh em coi. Thì có thể coi là thùng xăng ở trong đây nó cũng sét đẹp luôn nè. Đó các bạn thấy không, thì nó mang những cái sét này nó ra, nó làm cho cái lọc xăng của mình nó quá dơ, thì tay thay cái lọc xăng. Tay thay cái lọc xăng xong rồi đó, xe này bị chớp TBS. Xe này bị chớp TBS thì tay thay cái TBS. Thì cái lọc xăng là 250 và cái TBS này là 650, và em trai này là tiến hành lắp ráp cái xe Sonic này. Nói chung á là bị sao má bị khùng chút hả, bị khùng nặng luôn chứ không phải khùng chút đó. Thì em trai này ráp cái xe này cũng khùng chút, thì mẹ nó thì đó, em trai canh chỉnh xe Sonic này lại. Thì bây giờ là mình sẽ nổ máy cho anh em coi thử. Cái bình xe này cũng hơi yếu và cái đồng hồ vậy, em trai đứng bên đây quay qua. Thì phần máy thì làm là 12 triệu, cái lọc xăng là 250, cái TBS là 650, và anh trai đứng ở đây nè, đây sẽ bấm đờ đó, thì mình bấm đờ là nổ. Và có thể các bạn nghe về phần máy, phần máy sẽ rất là êm, không có tiếng sân cam, không có tiếng ống tiền. Nếu mà nổ dày còn mình nhiệt lên là nó sẽ có. Rồi mình sẽ cho các bạn nghe về phần máy trước đây, các bạn cứ nghe kỹ, nghe thật kỹ âm thanh về phần máy rồi mình sẽ giải thích thêm. Ở đây là có rất nhiều anh em sử dụng một xe Sonic mới, một xe Winner mới và một xe Winner X mới mà kiếm tay. Đó, bấm đề một cái là nổ nè. Phần máy rất là êm. Rồi, qua đây mình sẽ nói thêm ý kiến mình. Thì cái xe này á, tay chọn phương án giải pháp tốt nhất là tay dây mọi thứ và zin hỏng xăng, dây và zin kim phun, dây và zin. Và cái sinh cộng của kim phun tay cũng dây và zin, và cục cao su tay cũng dây và zin luôn. Thì đầu tiên á, tại sao muốn chủ xe và zin, bởi vì tay nghĩ là khi mà làm vậy là nặng tiền cho chủ xe rồi, cứ dây và zin hết, đừng có tiếp tục mà cái cuộc hành trình vô mà độ cái xe. Chừng nào mình có điều kiện thoải mái mình làm tiếp vẫn ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao dây và zin ở đây là để cho nó đỡ dợt, đỡ bự cái đầu, và mình trả cái dây xe và zin trước đây, bắt đầu mình làm tiếp cái máy xong xuôi, coi thử thằng tay làm được hay không, có đúng như quảng cáo hay không, rồi mình tin tưởng thì mình hãy làm tiếp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình nói nhấn mạnh vô điểm chính ở đây là cái xe Sonic Winner, Winner X. Có rất nhiều bạn mua cái xe mới chạy có 100 cây à, các bạn kiếm tay canh êm, thay sinh cam, thay tăng cam đồ giống như trên mạng, thực sự các bạn làm vậy là sai lầm. Đầu tiên á, các bạn sử dụng là một cái xe Deoxa, nó 2 cam, sân cam nó rất là dài và nó xài bằng đồng tiền, nó phải có độ nhịp, và nó là một cái xe FI, nó phải có hở, độ hở của đồng tiền. Một cái xe riêng trong hãng nó hở tới 25, xe Rider FI nó hở tới 35. Thì khi mà các bạn cố tình các bạn ép cho nó êm á, thì các bạn khi mà chạy nóng á, nó sẽ yếu cái xe, nó không còn mạnh nữa. Và sử dụng một cái xe 2 cam sáng sớm khởi động vậy, lúc nào cũng vậy, nó thiếu nhớt, chưa bơm lên đầu bò,
các bạn phải có thời gian cho nó bơm nhớt, các bạn phải để tốt nhất là để cho nó nổ 1 phút, 2 phút hoặc 5 phút. Nó bơm nhớt lên rồi nó sẽ êm cái xe lại và nó sẽ nhỏ gan ti lại, thì khi đó các bạn hãy chạy. Còn có thể là các bạn đang đi một cái dòng xe máy nằm hoặc là SO boxer, khi các bạn chỉ qua một cái xe máy đứng và SO boxer nó sẽ khó chịu hơn là một xe end hoặc là một cái xe quay rim. Các bạn cứ nghĩ cái đó là một cái bệnh của cái xe các bạn đi làm là không đúng thực sự luôn á. Khi mà tới tiền tay tay sẽ không làm và tay giải thích rõ ràng như vậy đối với từng người, thì giờ sẵn đây mình nói á cho anh em ở trên mạng hiểu luôn, để mà ai coi được clip này thì cái xe mà mới có 100 cây 200 cây á, đừng có nên đem đi làm, đừng có đem đi canh đồng tiền hoặc là thay tăng cam CNC hoặc cái gì đồ hết. Chừng nào cái xe các bạn sử dụng 20-30 ngàn cây bị lỗi cái phần tăng cam thì nên thay tăng cam CNC. Còn ví dụ nếu mà đúng luôn á, một cái xe mà theo quan điểm của tay thôi nha, theo quan điểm của tay thôi, một cái xe mà đúng luôn á, nếu mà vừa đặt thùng giờ tốt nhất thì đi làm cái nồi đi, bởi vì cái xe Winner Sonic cái dòng này cực kỳ dễ cháy bố nồi. Thì cứ vô nói anh tay xe em xe thùng nè, em muốn làm cái nồi khít lại cho đi bền lại thì chỉ tốn có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà sẽ cực kỳ bền. Những khách ruột của tay khi mà người ta mua cái xe giờ chưa lấy biển số là người ta đã qua chỉnh cái nồi lại rồi, thì cái nồi đó người ta đi rất là bền 2-3 năm luôn. Còn những cái nồi mà không fix lại á, thì ví dụ quýnh mấy tháng lâu đầu nó cháy bố liền. Tại sao mặt nhôm, mặt nhôm của xe Winner Sonic này rất là dở. Đây ví dụ như là đây là cái mặt nhôm trên xe nó bị cháy và nó bị khuyết, nó lủng vô đây luôn. Là đầu tiên là do tác hại của bố lô và do việc canh chai mặt nhôm. Thì các bạn hãy nhớ nha, một cái máy đứng này, tất cả máy đứng đây làm giá là 12 triệu là chỉ phần máy. Và ngoài có hư cái gì đây sẽ tính riêng, ví dụ như là tơ bé là 650. Cái lọc xăng này tuy dơ quá tay thay lại, và lý do bình xăng nó xét mà cục mà không hiểu lý do xe này là từ phần dàn ngoài cho tới phần máy tất cả là xét cục lên hết, thì mình sẽ khắc phục lại như vậy. Rồi sau này nếu mà chủ xe thực sự coi được clip này thì hãy chỉnh sửa cho nó đi ngon hơn và đi êm hơn, đừng có một cái xe Nhật mà dọn thành một xe Trung Quốc thì tốt tiền của các bạn và mình đi cái xe không ngon mình cũng bực bội lắm. Xe này tung ghét chân ghét đồ là công sở hết. Thì đó là quan điểm riêng của tay, nếu anh em mà có chặt chém á thì cũng kệ mẹ anh em, tại vì sao đồng tiền của chủ xe bỏ ra, xe thì khách tay làm, tay làm mà ví dụ khách đi ngon là bưởi là được, tay cũng không quan tâm là những cái thánh ở trên mạng là nói gì hay làm gì hết, và tay cũng không quan tâm hội nhóm hội hiếp hay là em làm xe đi phượt cái gì đó. Tay chỉ biết là tay làm tốt một cái xe hết sức có thể, còn cách sử dụng cái xe á là do các bạn, cho nên là tay cũng không quan tâm vấn đề đó. Rồi vậy bây giờ là tay sẽ chào 500 anh em YouTube nha, và tay sẽ cho anh em nghe lại thêm một cái nữa về phần máy, phần động cơ, và tay sẽ kết thúc clip này. Bấm là nổ. Alo đây thì về máy móc hay cái gì á thì cứ kiếm em. Rồi chào mọi người.